Quý vị khán giả đồng ý, chúng ta cùng quay trở lại sân bóng đá Tân An để tiếp tục theo dõi những diễn biến ở trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày thi đấu thứ hai tại giải bóng đá sân đầm Quảng Tiên miền Nam, mùa giải 2023 lần đầu tiên tổ chức do hội thanh niên yêu bóng đá xã Quảng Tiên đăng cai. Đây là trận đấu của cao thủ Long Trung và các cầu thủ Tiên Phan. Như vậy cao thủ Long Trung sẽ là những người thực hiện tổ chức giao bóng đầu tiên ở trong hiệp đấu này, khá xông xáo và đá đắt ở thời điểm này. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart it breaks, so catch me if I fall. Sẽ có đá vào góc nữa cho các thủ Tiên Phan. Đánh đầu rất khó chịu cho tình huống triển khai đưa bóng lên Việt, nhưng sau đó có vẻ như anh đã hơi vội vàng đưa bóng lên quá mạnh. Rất nguy hiểm, cối rất đáng tiếc đã không có cú đá hoàn hảo dành cho Nguyễn Tuấn của cao thủ Tiên Phan. Nó pha bóng vào để đối mặt với thủ môn và Nguyễn Tuấn đã quyết định đánh lừa. Bóng tốt trọng tài chuyền hay coi nó xuống đá hẹp hơn rất nhiều. Vậy như trọng tài chúng ta rút ra một chiếc thẻ vàng hay là một tiền đá phạt lên dành cho cầu thủ Long Trung. Đội bóng đã thất bại trước cao thủ Long Trung ở trận đấu vừa màn tuần trước. Nhiều khả năng đó sẽ là một trận đấu quyết định để tìm ra tấm vé đi tiếp. Vừa rồi là một pha phản xạ xuất sắc của thủ thành Đức Việt. Thủ thành bắt chính cho cao thủ Quảng Tiên ở trong khuôn khổ các giải đấu của Phát Đồn và Quảng Bình tại Việt Nam. Khoảng trống dành cho Minh Phú. Đá vừa rồi là hơi hiền. Làm gì đây, trọng tài. Rất nguy hiểm. Và đưa bóng lên từ phần sân nhà và ở phía trên. Bóng ngựa bóng ngược dành cho cầu thủ của Long Trung. Trong điều kiện như thế này rất dễ để thành công và là một siêu phẩm. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it. Ôi! Cú đá hỏng. Bây giờ là phản công nhanh dành cho các thủ Long Trung. Họ không quá vội vàng. Rất may dành cho thủ thành Đức Việt và các thủ Tiên Phan. Có vẻ như bóng vừa chạm cột hơn những tình huống ăn miếng trả miếng và áp sát của thành của nhau của Garo. Có cối, bây giờ mới có bàn thắng dành cho trận đấu này. Đó là pha phối hợp của số 8 Minh Vũ dành cho đội trưởng Quá Chính. 1-0 dành cho cao thủ Tiên Phan. Đội hình của cao thủ Long Trung vừa rồi đã hút hơi nhiều và khoảng trống ở phía sau là quá lớn dành cho cầu thủ của Tiên Phan. Tiếp tục là tình huống của cao thủ Tiên Phan. Hơi thật
Quỳnh đã biên đạo của nhà trách nhiệm cái phần của các thủ viên Phan. Và đánh đầu bóng tranh xong ngoài. Vừa bằng vào mà treo số 19 Thế Anh. Nguy hiểm. Đã nối những bóng vừa. Có vẻ như là trên không thành. Bật bóng ở tuyến giữa. Với một cú đá từ xa, thủ thành Đức Việt vẫn đang kiểm soát tốt cho mảnh lưới của mình. Và người hay đưa chuyền của đây. Quá đáng tiếc cú đệm bóng hỏng của Thế Anh. Khá nhiều những cơ hội được xuất hiện ở thời điểm này. Phương Tân An, Phương Tân Đông Nhật thành phố Sĩ An Bình Dương cùng với được tấn công lại bởi Sasino, một trong những ngôi sao của bóng đá xã Quảng Ninh. Nhà bà con Quảng Ninh và mọi người có thể ủng hộ cho Giang Sino. Vừa rồi là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 dành cho cao thủ của Tiên Phan. Cao thủ của Tiên Phan đã thực hiện triển khai trong pha bóng này có đến 3 cầu thủ áo vàng cam trước khung thành của các thủ Long Trung. Và lần này người ghi bàn đó là Minh Phú. Nguy hiểm. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across. Nguy hiểm quá. Rất may lần này bóng đã được phá ra. Xin chút nữa là 3-0 cho các thủ Thiên Phan. Bóng đi rất chậm. Trước khi nó lăn qua vạch ngang khung thành thì một cầu thủ của Long Trung đã xuất hiện kịp thời. Đá biên. Vẫn còn. Cầu thủ bóng lên. Dọc bên được cánh trái của các thủ Thiên Phan. Bây giờ mới là hết giờ, 3 điểm cho cao thủ Tiên Phan. Với tỷ số chung cuộc là 2-0 cho cao thủ Long Trung. Như vậy là Long Trung lúc này họ có 3 điểm sau 2 lượt trận. Và hiệu số là ghi 4 bàn, thua 4 bàn. Hiệu số 0 cho Chính. Và ở tuần sau thì cao thủ Trường Thọ sẽ gặp cao thủ Tiên Phan. Trong khi đó thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần đấu sau. Những diễn biến trong buổi chiều ngày hôm nay ở ngày thi đấu thứ 2 tại khu giải bóng đá C5 Quảng Tiên tại Biển Đông cũng xin được khép lại. Và để quý vị khán giả tiện theo dõi, tôi xin được giới thiệu giờ thi đấu tuần sau. Ngày Chủ nhật 4/6, 16 giờ sẽ là Vinh Quang và Tiên Phong. 17 giờ cao thủ Trường Thọ và Tiên Phan. Quý vị khán giả nhớ chú đón xem. Còn bây giờ tôi là Nhiên cùng anh em Khiếp trên thông Ruby. Thân ái, xin tạm biệt.